sao là ai cha nữa. Kính thưa quý bà con ông bà, kính thưa quý đơn vị tài trợ, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo cho những hộ nghèo có được cái Tết ấm cúng như bao người dân khác. Và hôm nay thông qua sự vận động của chị Nguyễn Thị Thu Hương là Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Phú Nhuận đã nhận động quý vị mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh đến tặng 60 phần quà cho hộ nghèo tại ấp Phú Xuân xã Phú Túc và 50 phần quà cho học sinh nghèo xã Phú Túc. Đến tham dự buổi tặng quà hôm nay xin có chị Nguyễn Thị Thu Hương là Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Phú Nhuận và bà Ngô Thị Thanh Hà quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh và đoàn quý vị mạnh thường quân cùng đến tham dự buổi phát quà hôm nay. Chương trình phát quà hôm nay thì xin kính mời chị Ngô Thị Thanh Hà đại diện cho đơn vị có đôi lời phát biểu ý kiến, xin kính mời. Xin kính mời ý kiến phát biểu của lãnh đạo địa phương. Xin kính mời đồng chí Phan Văn Dầu. Kính thưa quý thành thần quân, kính thưa toàn thể quý đại biểu, kính thưa toàn thể bà con cô bác, thì để tạo điều kiện cho bà con cô bác có cái dịp điều kiện để mà chúng ta đón xuân, thì hôm qua những cái đơn vị, những nhà hảo tâm, thì hôm nay chúng ta tiếp tục đón cái đoàn thứ hai để đến với quê hương Phú Túc, thì tạo điều kiện chăm lo cho bà con. Thì thay mặt lãnh đạo địa phương xã Phú Túc, thì trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã không ngại đường xa tạo điều kiện kinh phí cũng như hỗ trợ các mặt để cùng chia sẻ góp phần cùng với địa phương xã Phú Túc chăm lo cho bà con nghèo và con khó khăn ở địa phương Phú Túc để vui có điều kiện vui xuân đón Tết được tốt hơn. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng rất mong bà con cô bác chúng ta, ấp Phú Xuân chúng ta hãy xem đây là món quà về vật chất và đặc biệt là tinh thần của quý mạnh thường quân từ thành phố Hồ Chí Minh đã đến đây cùng chia sẻ, cùng giúp với bà con để bà con phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Thì mong rằng qua cái cuộc tặng quà phát quà hôm nay thì bà con chúng ta sẽ có những cái cơ sở điều kiện để chúng ta phấn đấu tốt hơn, để điều kiện sống của bà con sẽ tốt hơn cho năm 2017. Một lần nữa thay mặt lãnh đạo địa phương thì chúng tôi xin cảm ơn đoàn, kính chúc toàn thể quý vị đại biểu đoàn và quý bà con cô bác một năm mới thành đạt, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn và chúc tôi gặp lại. Tiếp theo đây là đến phần phát quà, thì ban tổ chức sẽ đọc chú thích người đầu tiên. Xin mời chị Thanh Hà phát quà cho cô nè. Trần Thị Quế. Mời
mời bà Nguyễn Thị Mãi. Cứ gần chắc là 5 người anh hả? Nguyễn Thị Hồng. Em để xe đây. Nguyễn Thị Hồng. Để trước này chứ. Để trước này chứ. Đi đâu rồi? Chú đứng đâu? Nguyễn Thị Hồng. Đó. Nguyễn Thị Y. Đó. Nguyễn Văn Diện, Phủ Định. Nguyễn Văn Diện ở xã Phủ Định. Trần Thị Thủy, ấp Phú Sơn. Tôi xin đọc lại là Nguyễn Thị Y, ấp Phú Sơn. Nguyễn Thị Hồng, ấp Phú Sơn. Nguyễn Thị Bảy, ấp Phú Sơn. Có luôn rồi, ba phần luôn. Chị nhờ ai lên đấy? Anh nhờ anh lên đấy. Trần Thị Quế. Dạ, tôi làm để gọi. Nhờ giùm con ba người lên đây nặng ngay cho ba. Không có nào, thằng tôi để thông tin cho tổng. Trần Thị Thủy, ấp Phú Sơn. Cô nhận ba phần phải không? Để chút xíu lấy cái bên sau. Rồi bây giờ cứ kêu đủ lên 5 người đi. Rồi đâu Trần Thị Thủy.
Lê Thành Hiếu, tổ 14 Mã Phú Sơn.
Anh vẫn luôn có một người bên cạnh anh mãi thôi.